Là đầu tiên em xin chào tất cả các em cần thủ đam mê câu cá từ miền Nam ra miền Bắc. Hôm nay em sẽ lên cho anh em khoảng tổng cộng là 9 con máy. Trong đó có những con máy nồi rồng có đá, những máy có nông, một con máy kit 3.000 gử, hàng của Nhật. Em bán máy thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Hàng không như clip em quay thì anh em có thể trả lại cho em. Rồi, đếm vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Rồi, đây em vô con thứ nhất cho anh em xem. Đây một con ST7000C. Con này là con máy 3 nát nha anh em, 3 nát. Hàng của Korea à. Đây, hàng này hàng mình đời mới bây giờ nha anh em, hàng Korea à. 3 nát ngoại hình còn ok, con này còn khá là sáng. Con này ngoại hình tầm khoảng 95%, không sức nhiều. Nó bên sống. Đây. Dòng tua là 4.7.1. Số mự cứ số mự được 180 m, xây tầm 9.000 10.000 nha anh em. Đó đây. Số chấm đây. Đó. Đây. Sơ lược ngoại hình. Đây con máy này là ông anh của em, ông gửi bán giùm. Em có không có chi nhiều dòng máy này. Đây hoạt động ok nha. Đó, rất là mướt. Đó. Một bên sống nha mọi người. Đó. Giá công khai luôn nha mọi người. Giá công khai là 550k. Đó, ngoại hình ok. Em soi kỹ từng chi tiết cho anh em xem luôn đó. Đây, con lăn đây. Đó, đã bán máy thì phải soi kỹ từng chi tiết. Đó. Đất đây, đất cũng không bị chạy nhiều. Đó. Máy thứ nhất giá là 550k nha mọi người. Giá là cộng ship nha, không có bao ship. Đó. Máy thứ nhất 550k, máy 3 nát. Rồi, tiếp theo là máy số 2. Đây, một con máy kit, một con máy Ben. Dòng này full hợp nha mọi người. Đây, Ben này là Ben 650S. Mô bin là mô bin sống. Máy hỗ trợ cốt trợ lực. Ngoại hình ok. Máy full hợp. Nói chung ngoại hình con này nếu xem kỹ thì nó không bị xước nhiều đâu. Để em gắn cái nồi vô đó. Này con lăn vẫn lăn nha mọi người. Đó. Đây hàng của Mỹ, mắc in này. Đó. Đây, nó bị chốc sơn cái này một ít. Nói chung thì ngoại hình con này bao bao mượt. Đây chỗ châm dầu. Nhông thì con này là nhông đồng thau nha mọi người. Để hồi em gửi chụp hình cái nhau cho mọi người xem. Nhông mày nhông đồng thau. Và cộng em mượt nha. Đó. Máy này đổi trái phải bình thường thường. Thì đây. Máy full hợp. Sách hướng dẫn. Có đi theo là cái cốt đổi tay trái phải. Đó. Đây. Coi coi có phụ kiện cho đây nào. Không. Sách hướng dẫn. Máy đổi tay trái phải. Đây thông số trên hộp đây. Đó. Đó. Mắc in trước đây đàng hoàng. Máy hoạt động êm mượt. Có cò phá âm. Đó. Đó. Đây. Đó. Máy không rung lắc nha. Bây giờ ok nè. Đó. Người ta ok nè. Đó. Mua lèm mua sống lấy cước ok. Đó, soi kỹ cho mọi người xem nha. Giá công khai con này nha mọi người, giá công khai 2,2 triệu. Đó, máy số 2 2,2 triệu nha mọi người. Đó, bên full hợp. Ngoại hình con này khoảng trên 90-95%. Đó, full hợp. Rồi, tiếp theo là con máy số 3. Một con Daiwa có nông. Con này là Daiwa Long Ben nha mọi người. Đây con đây qua có nông nông bên chạy hai mặt đạn máy máy có nông xây chuẩn con này á, xây chuẩn con này xây tầm để em xem thông số cước xem đây cước 6 với được 200 m à, ở trên đây xây chuẩn cước 8 với được 200 m cước 10 là 150 m à, ngoại hình còn khá là ok ở bên sóng không độ chế đây cứ ok có chống có cước.
Máy hoạt động ok nha. Đó. Đó. Cái ngược ok nè, hàng nội địa Nhật nha mọi người. Đây có đóng trong dấu đây. Đó. Giá công khai con này luôn nha mọi người, giá công khai là 1.400.000 cộng ship. Đó, ngoại hình đây. Đó, em soi kỹ cho mọi người xem. Đó, 1.400.000 cộng ship nha. Máy số 3 1.400.000 cộng ship. Tiếp theo là con máy số 4. Đây. Lên hàng trên đây là hàng nội đồng có đá nha mọi người. Máy số 4. Đây máy số 4. Máy số 4 này có xây tầm, để em xem thông số cước. Tầm 7.000, 6.000, 7.000. Đó, chống gói cước nha mọi người. Đây, con lăn chống gói cước. Đây, ngoại hình đây. Ngoại hình con này khoảng tầm 90-95%. Đây, tặng độn nồi nha mọi người. Độn lên cho nồi thành nồi có nông nha. Anh em không thích thì đánh lấy để vô cho vô được nhiều cước. Anh em muốn ra cước nhanh không ra, muốn chứ ít cước nhưng mà vẫn đánh đủ tầm cái sải của anh em á, thì động cái nồi lên, máy hỗ trợ động nồi khớp cái nồi luôn. Đó, anh em đánh lục có thể đánh con này động thành một nồi cá nông chứ ít cước quăng xa. Đây hàng nội địa Nhật, hàng Daiwa ST 3000X, hoạt động ok, không lỗi không công lắc. Đó. Mô bên sóng đây cứ ok. Anh em nào vậy, con này thích hợp cho anh em mà đi câu cá cha, câu sông cái sông lớn, đi câu cá rất là phê. Đây con là quẳng lăng nha mọi người. Đó, máy thì em bán cho anh em thì em có test hết, test những con lăng này hết. Đó, lấy cứ ok, ngoại hình tầm khoảng 95%. Đó, giá công khai con này luôn nha mọi người, giá công khai là 800.000 cộng ship nha. Đây con lăng đây không, không chưa có dấu tháo luôn, 800.000 cộng ship. Mô bên sóng nghe tiếng cắt cà phê nha. Đó, 800.000 cộng ship mọi người. Máy số 4 800.000 cộng ship. Tiếp theo là em lên con máy số số 5. Đây một dòng anh em đi đánh bông lau, đi cạo biển rất là thích. Đây máy xước ít xước li ti nha mọi người. Đó, đây một con Milong Max 9000. Đó, dòng tua 1.3.1, máy là 3 mặt đạn, hàng Daiwa, hàng của Nhật. Con lăn lăn chống gói cước. Đây con đang quẳng lăn nha mọi người, để em test cho mọi người xem. Đây bên sóng cốt là cốt trợ lực. Cốt là cốt trợ lực đây. Đó. Những dòng này đó là những anh em đi đánh chảo cá lớn á, nó rất là khỏe. Đó. Con này xây tương đương với là xây đây, để em xem, con này xây tương đương với là xây xây tương đương với xây 10.000 12.000 Shimano nha mọi người. Đó. Đây quay rất là ok. Đó. Để sống. Má hỗ trợ cò phá âm. Đó. Anh em muốn quay không có âm đây, phá lại. Đó. Đó, mùi bình sống. Đó. Hoạt động rất là phê nha mọi người, không rung lắc. Đó, mặt cất ok. Đây ngoại hình đây. Đó, giá công khai con này nha mọi người, giá công khai là 1.400.000 cộng ship. Đây hoạt động đây. Mực. Cò phá âm. Đó, cò đổi trái phải. Đây, ngược về xuôi. Ta quay vẫn ship đây bình thường nha mọi người. Đó. Giá 1.400.000 cộng ship. Máy số 5. Tiếp theo là một con máy số 6.
một dòng Olympic Max 3. Dòng này vẫn thích hợp cốt trợ lực nha mọi người. Mô bin là mô bin số. Đây cốt trợ lực trong đây. Dòng này là dòng có thể anh em lấy tay đẩy vào đây á, thì nó sẽ ra. Đó, để cho hạn chế anh em nào á giận quá mức á, nó sẽ bung cái nắp này ra. Nó đây, ngoại hình ở đây. Con này sẽ tương đương với xe 10.000, 12.000, cước mượn được 120, cước mượn được 200 m. Nặng là 780 g, dòng tôi là 1.4.1. 1.4.4 chứ. Olympic Max 3, ngoại hình còn khá là ok nha mọi người. Sức rất là ít. Nồi đây nó, nồi rất là sáng bóng nha. Mobin là mobin số. Hàng này hàng nội địa Nhật. Tay cầm ok nè, nó. Nó. Có thể gấp lại được nè, đó. Tem đầy đủ nha mọi người. Nó cộng ra không? Quá mượt. Mượt khỏi bàn luôn. Ngay ngược nè, nó. Rồi, giá công khai con này nha mọi người, giá công khai con này là 1.2 triệu. Xe 12.000, hỗ trợ cốt trợ lực, Olympic Max 3, con lăn chống gói cước. Con lăn vẫn lăn nha mọi người, yên tâm, những máy em bán là em test con lăn hết cho mọi người xem. Đây, lăn lăn nha mọi người, đây. Bị gỗ múa trên tay tí, nhưng mà phần trên tay đó là cái phần trên nắp, không ảnh hưởng nha. Khi cước ra đây đó, nó không ảnh hưởng gì tới cái phần gỗ này hết. Đó. Bay nhẹ nó quay nè, nó đủ hiểu độ mượt của nó rồi. Đó, giá con này công khai 1.2 triệu cộng ship. Tiếp theo là con máy số 7. Con máy số 7 đây, một con máy số 7, một con Daiwa Sport Adidas 5000 LB. Dòng Adidas này là anh em đủ hiểu rồi, nó rất là hiếm. Dòng Adidas tay thắng. Nói chung thì con này cũng còn ngoại hình trong khoảng 95%, 90-95%. Đây. Nồi rất là bóng nha mọi người. Rất muốn ăn lắm. Đây nó chọc sờn cái này tí. Con này xây tương đương với xây 9000, 10000. Máy đủ tem. Nắp không nứt nha mọi người, hỗ trợ cốt trợ lực. Đây. Đó. Hình khá là ok. Con lăn quẳng lăn nha mọi người. Máy em bán là test hết. Đây ngoại hình đây, em soi tận cảnh cho mọi người xem. Đây, con này chức năng hoạt động là chạy nhông gầy. Nó không, dừng lại để quẳng quay, ok. Thắng lại đây, đó. Hoạt động rất là êm mượt. Giá công khai con này đó nha mọi người, giá công khai là 1.3 triệu cộng ship. Đấy, cứ ok này thấy không, nó 1.3 triệu cộng ship nha mọi người. Đó, một con Adidas tay thắng 5000 LB, 1.3 triệu cộng ship. Máy số 7, 1.3 triệu cộng ship nha. Máy hàng nội địa Nhật, đây qua. Tiếp theo là một con máy siêu cao bò, một dòng máy Adidas. Đây con này là Adidas 3000C. Đây quay cho mọi người xem cái này. Đây con này Adidas 3000C. Đây máy bị muối ăn. Đây chỗ này. Trên đây ít một ít. Đây chỗ này. Không. Máy sao em cho mọi người soi kỹ như vậy. Không. Muối ăn là em nói muối ăn. Mùi bên trong vẫn kêu ngon lành nha mọi người. Đó. Nói chung thì họa tiết con này khắc, họa tiết rất là ok. Ngoài hình xấu xí thôi, nhưng mà độ trâu bò nó thì anh em khỏi bàn. Đây con lăn lăn nha. Máy hỗ trợ là nhông đồng thao, hoạt động chân chu nè, thấy không. Thì ngoại hình xấu nhưng nó hoạt động rất là mượt.
nè, quay kỹ cho anh em coi nè, nó có phá âm nè, đó đó hoạt động đây đó, mô hình là mô hình sống, máy là full hợp nha mọi người, full hợp nhưng mà rất là xấu, ngoại hình xấu. Đây máy đi, máy này gồm túi đó, giá công khai con này luôn nha mọi người, giá công khai là 800k nha, 800k cộng ship, máy xấu thì bán giá xấu. Những con này á, nếu nó ngoại hình nó không bị gỗ ăn muối chỗ này á, có thể lên tới 1,2-1,3 triệu. Nhưng anh em nào chơi á, không kém chọn về ngoại hình á, những chơi những con này á, đánh rất là bền, bao bền luôn, vì nó sử dụng nhông đồng thau, bánh nhông nó là câu là siêu luôn, siêu cứng luôn đó. Máy số 8 800k cộng ship. Cuối cùng là một lên một con Daiwa Kit, một con Daiwa Kit, con Daiwa Kit này là hàng nội địa Nhật nha mọi người. Đây hàng Nhật Bản, kit này kit 3500, xe tương đương với là xe 5000 nha mọi người, 3500 tương đương với là xe 5000-4000 đó, lấy cước ok. Mua về là mua về sống. Đây bị xước cái này, xước cái này, còn phần còn lại là xước ít thôi, không tránh khỏi đó. Lăn đây, lăn ok nha, lăn quẳng lăn nha mọi người. Nấm đây, nấm được, đã được độ nha mọi người. Đây hoạt động mượt, mượt khỏi bàn. Máy hỗ trợ ABS, cốt trợ lực, lắc tay thôi cũng quay nữa. Anh em đủ độ được hiểu độ mượt của nó rồi. Ngoại hình con này tầm khoảng 90-95%. Đó, những điểm xước thì em soi cho anh em xem kỹ rồi. Đây, cốt trợ lực. Đây, nó cốt rất là to, hoạt động mượt mượt nha mọi người, đó không rung lắc. Hoạt động thì anh em khỏi bàn về phần hoạt động. Ngoại hình thì nó cũng xuất sắc, em sẽ soi kỹ cho mọi người xem này, nó thấy không, đây soi cận cảnh luôn đó. Giá công khai là con này nha mọi người, giá công khai là 2,8 triệu cộng ship, nội không cái núm này không á là lụm tầm 200k rồi, và độ một cái núm rất là êm này là tầm 200k rồi. Nó núm này là núm mớp hay á, cầm rất là đã, cầm vừa tay luôn nè. Độ núm này á làm nhẹ con máy, độ những con máy núm mà kim loại thì nó nặng con máy hơn chút nữa nào. Đó ok, giá con máy số 9 2,8 triệu cộng ship. Đó là tổng cộng 9 con máy em lên cho mọi người hôm nay. Mọi người nào ưng máy nào chốt số máy cộng số tập giùm em nha, để anh em chốt số máy không, máy nào cũng, clip nào cũng lên 9 con máy cho anh em chốt vậy, em không biết anh em chốt tập nào. Rồi chào mọi người nha.